tài khoản 152 đối ứng với tài khoản 154. À, chỉ có 2 tỷ 900. Chính xác ạ. Bởi vì 3 tỷ của mình là trong đó có cả nhân dân và ngày mốt. Đúng không ạ? 152 chuyển sang 154 A1 ạ. Rồi. Đúng rồi. Đây. Tiếp theo, chi phí nhân công thì tính như thế nào?